Chiếc Sonic này bị lấp rồi anh em ơi. Anh chủ xe này thì có chia sẻ là mua cũ ở cửa hàng bán xe, mới mua về thì im lắm, chạy đâu tầm 2 ngày thì nó kêu như một cái máy chà. Anh chủ xe cứ nghĩ đâu là kêu tăng cam, tháo đến đâu thì lấp đến đó. Còn cái tăng cam thì còn chán đời hơn nữa. Không biết có ông thợ nào chế ra được cái tăng cam đỉnh cao đến như thế, hàng thêm con ốc cho nó dài ra, chạy được 2 ngày là hư luôn cộng sơn cam. Anh chủ xe thấy tình hình là không còn gì để mất, là lên luôn 60.3. Còn phần đầu thì khá là nặng, mình chọn phương án là phục hồi lại, vẫn hoạt động như bình thường, như chưa bao giờ bị lấp. Những xe mà bị lấp như thế này thì chi phí nó sẽ cao hơn những xe bình thường. Nói đến vấn đề chi phí thì bài 60.3 thì không bao giờ qua được cái bài 62. Tại sao mình lại nói như vậy? Cách đây vài hôm thì có mấy bạn tranh cãi khá là nhiều về vấn đề tiền mà đỡ làm 60.3 thì thà lên 62 luôn. Phần 60.3 thì mình sử dụng lại toàn đồ zin, chi phí thấp, phù hợp với mấy anh em không thích ồn ào, không thích độ sâu về phần máy. Còn mấy anh em chọn cấu hình là 62 đã đỡ dành được một khoản tiền kha khá, và đặc biệt là muốn gỡ đầu thằng khác. Nói chung là nhu cầu mình đến đâu thì mình sẽ làm đến đấy, không ai giống ai cả. Phần máy mình đã ráp xong, anh em nào muốn làm 60.3 thì liên hệ cho tôi nha. Chào anh em nha, hôm nay mình tiếp tục sẽ làm 60.3 cho Sonic. Thì Sonic Winner giá y chang nhau, xe đã có bô xăng lửa thì nó sẽ rẻ hơn khi mà xe zin lên. Tại vì sao? Có lọc trụ này, đã ốp hồng xăng này, dưới cây bô đã làm sẵn thì giá nó sẽ rẻ hơn. Thay vì anh em mất một lần thì chia làm hai lần. Nhưng mà bô xăng lửa thì sao? Bô xăng lửa phải là cái loại xài được nha. Cái loại này là không xài được nè, nó không có dầu rồi hư ra khói. Thì để mình nói cho mấy bạn biết là tại sao. Hôm bữa mình cũng có làm một clip á, kiểu như là cái lọc trụ lô á, là mình nói là nó sẽ hư cái bê tông. Thì anh em cứ nói là tôi đi hoài có sao đâu. Đây thì không khơi khơi trái bê tông nó hư như thế này, đi mới có 40-50 ngàn à, nó lại hư như thế này. Thậm chí xe có nhiều xe chạy tới 100 ngàn cái bê tông vẫn còn đẹp không hư nha. Còn trái bê tông này nó không có bám bụi bao nhiêu hết, không có bám khói bao nhiêu hết, nhưng mà nó có những đầu bê tông có cát và nó mòn trái bê tông, đó là do cái lọc trụ này gây ra. Đó thì xài cái ống nước bình minh chán đời không, thì mình có về lại cái ống CNC, cái ống này nhôm CNC, và mình làm lại nó sẽ chắc chắn và cứng cáp hơn và kín hơn rất nhiều nha. Hàng này thì chủ xe có sẵn thì mình gắn lại thôi, mình xài lại thôi. Rồi thì cái chủ xe là anh chủ xe này cứ nhất định là nói là quay video, thì nói chung là 60.3 mình làm nhiều quá cũng nhàm, thì mình quay video cho anh em thấy là cái xe này cực kỳ dơ luôn, cực kỳ gớm luôn. Đây quay vô đây, quay đây tí, quay vô sát đó. Đó, cái này là mình chưa có rửa nha, mình đỡ cho mình quay cho anh em xem này. Đó, quay cho anh em xem, đã xem, đã biết là cái xe mình như thế nào. Rồi chưa đâu, lốc nồi này, mình có rẽ ra, mình có vệ sinh này. Đó, như thế này thì nó không hư thì nói chung là cũng hên nha. Đó, thì những cái lỗi này á, nó dơ như này nhớt cũ và dơ như này á, anh em đi mà nó không kỹ như này á thì nó sẽ hư là lỗi của mình, chứ không phải là do cái xe nó kém bền hay gì hết nha. Đó là lỗi của người dùng, lỗi của chủ xe, lỗi của người đi. Rồi thì những cái đó thì mình quay để mình cho anh em đã biết đó, sau này mình đi kỹ hơn thôi, nhớt nhau cho nó chuẩn chỉ ok thôi chứ không có vấn đề gì cả. Thì mình vẫn vệ sinh sạch sẽ lại, và mình khi anh em mà đi nhớt xịn một xíu là cái xe nó bền. Rồi thì tiếp đến là vẫn là 60.3 thì mình vẫn làm như mọi khi thôi. Đây hồng thì quẩn móc nạp xẻ và có thay hai cây ICS. Đó thì mình nói chung là cái xe này rất là dơ, anh em nhìn này, mình đã cố gắng mình rửa sạch hết mức có thể. Còn cái phần quan trọng ở bên trong mình vẫn làm cho anh em sạch sẽ ngon lành nha. Đó nói chung là quá là ok nha anh em. Đó thì đây là một cái clip ngắn để mình chia sẻ với anh em. Bô xăng lửa thì nhà bô xăng lửa lên thì rẻ, nhưng mà với điều kiện là bô xăng lửa có xài lại được, bô xăng lửa là xài lại được chứ không phải là đi lọc trụ lô rồi nó lại hư nữa. Bên mình là không bao giờ làm những cái thứ rẻ tiền, thật sự là đồ nó không phải là xịn lắm, vừa đủ cho anh em chơi là ok nha, không có rẻ cũng không cần phải mắc, anh em đủ chơi là được, bền. Chủ yếu là đỡ bền chiếc xe anh em mình đi lâu dài, chứ không phải là độ xe đỡ xe nó hư nhanh hơn nha anh em. Rồi thì tiến hành mình sẽ vệ sinh ráp máy nha anh em. Rồi.